Xin chào anh em Sang Vertu đây. Nhiều anh em sử dụng chiếc điện thoại Vertu này mà vô tình bị sang cái ngôn ngữ khác, ví dụ như là ngôn ngữ tiếng Trung Quốc hoặc là ngôn ngữ tiếng Indonesia hoặc là ngôn ngữ tiếng Đức, và không biết mò như thế nào để trở về cái ngôn ngữ bình thường là ngôn ngữ tiếng Anh. Anh em cứ mò lung tung, sờ lung tung, dẫn đến là đi sai vào trong các phần cài đặt của sóng điện thoại, làm cho cái điện thoại của chúng ta không thể nghe gọi được nữa, làm cho điện thoại của chúng ta bị xóa hết dữ liệu, xóa hết thông tin và gây ra rất nhiều phiền phức cho anh em. Vì vậy hôm nay em sẽ làm video này hướng dẫn anh em đổi các ngôn ngữ bất kỳ trở thành ngôn ngữ tiếng Anh. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Đây là một chiếc điện thoại đã bị không còn ngôn ngữ tiếng Anh nữa. Ngôn ngữ của nó bây giờ đang là tiếng Bahasa, có nghĩa là tiếng Indonesia. Anh em nhìn như này thì anh em sẽ không thể biết được chúng ta đang vào phần gì. Akatikan. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh em cách mà chúng ta có thể thay đổi ngôn ngữ. Đầu tiên anh em mở khóa bàn phím bằng nút như bình thường. Anh em không cần biết nó là ngôn ngữ gì đâu, cứ làm theo em là được. Anh em ấn vào phần menu này. Đấy, sau đó anh em ấn vào cái biểu tượng ba cái điện thoại này. Ba điện thoại này là phần setting nhé. Đấy, anh em bấm vào phần này setting. Rồi anh em kéo xuống dưới tìm cái biểu tượng cái điện thoại nhé, tức là cài đặt cho điện thoại, nó trong phần cài đặt cho điện thoại. Đấy, còn cái này là cái đồng hồ này, cài đặt cho đồng hồ này, cài đặt nhạc chuông này. Đấy, cài đặt thêm giao diện này. Đấy, cài đặt âm thanh này. Cái này là cài đặt hiển thị này. Cái này là cài đặt về đồng bộ hóa này. Đấy. Đây, cái này là cài đặt cho cuộc gọi này. Đấy, anh em không cần biết ngôn ngữ đâu, chỉ nhìn hình ảnh nhé. Đây, cái ô này này, cái cờ lê với điện thoại này, có nghĩa là cài đặt cho điện thoại này. Anh em vào phần này. Đấy, thì anh em nhìn cái dòng ngay đầu tiên đấy, anh em vào ngay dòng đầu tiên nhé. Này, nó có chữ Bahasa, ngôn ngữ Bahasa này. Anh em vào dòng đầu tiên. Đấy, anh em vào dòng đầu tiên thì anh em chọn tiếp cái dòng đầu tiên ở bên trong đó. Anh em đang nhìn thấy đây, Indonesia đây, anh em kích vào. Đấy, thì bây giờ nó sẽ có ngôn ngữ tiếng Anh này, tiếng Trung này, automatic này, Indonesia là anh em ấn English. Như vậy là anh em đã đổi được ngôn ngữ mà không cần biết tiếng của nó, chỉ cần nhìn hình ảnh thôi là anh em đã đổi được rồi. Anh em nào mà có câu hỏi nào về cái dòng điện thoại này thì cứ liên hệ với em sẽ trả lời cho anh em các câu hỏi về dòng điện thoại Vertu, hoặc là có bị lỗi bị hỏng ở đâu, hoặc là không nhận sim, hoặc là có những khúc mắc gì về điện thoại Vertu, kể cả Vertu chính hãng, kể cả Vertu chính hãng độ vỏ, hay là Vertu fake, Vertu Hồng Kông, thì cứ gọi điện cho em sẽ giúp đỡ anh em. Nếu khi nào em bận thì em báo là em bận, hoặc lúc sau rồi gọi lại cho em sẽ giúp đỡ miễn phí cho anh em nhé. Trên tay em đang cầm đây là chiếc điện thoại Vertu chính hãng độ vỏ, vô cùng đẹp, vô cùng đẳng cấp. Anh em nào mà muốn quan tâm đến dòng điện thoại Vertu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0965096886, hoặc kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0965096886. Anh em xem video cảm thấy hay, hữu ích thì hãy ấn nút đăng ký kênh, đồng thời ấn thêm nút chuông để ngày mai có thêm động lực làm video gửi đến anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.